Sau khi hình thành cơ cấu chính quyền, những người làm đảo chính đã quyết định loại bỏ các nhân vật thân chính phủ cũ trong lực lượng vũ trang và giải tán nốt Thượng viện nhằm củng cố quyền lực trước nguy cơ chống đối đang dần hình thành. Việc giải tán Thượng viện sẽ đồng nghĩa với việc toàn bộ quyền lập pháp của Quốc hội sẽ nằm trong tay Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia do Tư lệnh Lục quân Prayut Chan-o-cha làm tổng chỉ huy. Hành động này của những người làm đảo chính được giải thích là nhằm thực thi các nhiệm vụ cần thiết trong thời điểm hiện nay. Nó cũng sẽ dẫn tới việc thành lập một hội đồng lập pháp để thực thi nhiệm vụ của Quốc hội và soạn thảo bản hiến pháp mới. Tuy nhiên, động thái đáng chú ý nhất của chính quyền quân sự trong việc tăng cường quyền kiểm soát chính là việc loại bỏ những người được coi là thân cận chế độ Thaksin, đó là Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Adun Sengsinkeo, Giám đốc Cục Điều tra Đặc biệt Tharit Pendit, Bí thư Thường trực Bộ Quốc phòng Nipat Thongglet. Việc ba nhân vật này bị điều chuyển khỏi các vị trí chỉ huy được giải thích là nhằm duy trì sự ổn định trong hoàn cảnh hiện tại. Hiện tại, chính quyền quân sự đang phải đối mặt với sự phản đối đảo chính ngày càng tăng của người dân. Những ngày qua, số người biểu tình phản đối đảo chính ngày càng tăng, bất chấp lệnh giới nghiêm, tiếp tục được duy trì và số người phản đối bị bắt cũng ngày càng nhiều lên. Trong ngày hôm nay, có hàng nghìn người tập trung tại các giao lộ chính ở Bangkok để phản đối đảo chính. Họ giơ biểu ngữ, hò hét chống đảo chính trong vòng vây của quân đội. Cũng đã xuất hiện những vụ tranh cãi lẻ tẻ giữa những người cổ vũ quân đội và những người phản đối đảo chính, khiến cho tình hình rất rối loạn. Truyền thông Thái Lan cũng đưa tin quân đội vừa bắt hơn 20 thành viên bị coi là thuộc phe áo đỏ và giữ một lượng lớn chất nổ cũng như vũ khí tại Khọt Khen, một tỉnh là cửa ngõ đi vào miền đông bắc Thái Lan. Vụ việc này khiến cho người ta liên tưởng tới khả năng đang hình thành một phong trào chống đối đảo chính ở Thái Lan, bất chấp việc các thủ lĩnh chủ chốt của phe áo đỏ vẫn đang bị chính quyền quân sự giam giữ và cách ly. Chúng tôi là những người ủng hộ dân chủ, không ủng hộ đảo chính quân sự. Chúng tôi cần chính quyền tổ chức bầu cử một cách công bằng và dân chủ. Hãy để cho chúng tôi sử dụng quyền lựa chọn của mình. Chúng tôi không cần một lộ trình nào cả. Quân đội hãy trở về doanh trại của họ. Chúng tôi muốn có bầu cử và chỉ cần bầu cử thôi. Chúng tôi không cần quân đội phải đứng ra làm trung gian và cuối cùng là đảo chính. Có thể còn quá sớm để dự báo về khả năng đối đầu giống như những gì đã xảy ra vào năm 2010. Tuy nhiên, một điều chắc chắn rằng những người ủng hộ chính phủ cũ sẽ không thể dễ dàng chấp nhận việc quân đội giải quyết bế tắc thông qua cuộc đảo chính vừa rồi. Người tổng chỉ huy quân đội đã thực hiện mọi biện pháp để tập hợp quyền lực nhằm điều khiển cuộc chơi. Tuy nhiên, cách điều khiển đất nước thông qua các mệnh lệnh quân sự không phải là nhiệm vụ dễ thực thi. Hà Linh, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Bangkok.